Ông Phong nay đã 60 tuổi, vợ ông là bà Thu thì chỉ mới 40. Vợ chồng ông vốn không có con, nhưng lại ăn nên làm ra. Hai ông bà muốn xin con nuôi, để trong nhà còn có trẻ nhỏ vui đùa. Nhưng suy đi tính lại thì hai ông bà thấy có con nhỏ khá bất tiện cho việc sinh hoạt vợ chồng, vì cả hai tuy đã có tuổi, nhưng về chuyện giường chiếu, họ còn rất hăng hái. Nói tóm lại, đời sống hai vợ chồng rất hạnh phúc, cả về thể xác lẫn tinh thần. Rồi có một hôm, em trai của ông Phong gọi điện từ dưới quê lên, nhắn nhủ gửi gắm đứa con ruột, người gọi ông bằng bác. Xin cho thằng Mạnh ở nhà ông, để tiện việc học đại học, cũng nhờ ông Phong quản lý cho nghiêm, không để thằng nhỏ ăn chơi lêu lổng. Mặc dù biết có thêm thằng cháu ở trong nhà, thì sẽ bất tiện cho sinh hoạt của vợ chồng, nhất là bà Thu phải mặc quần áo chỉnh tề, không còn ăn mặc tự do như trước nữa. Nhưng ông Phong và bà Thu là hai người sống rất tình cảm, lại thương thằng em dưới quê, làm lũ thay mình chăm sóc bố mẹ, nên đã thuận theo lời của nó, cho thằng Mạnh được ở nhà mình, lại còn hứa sẽ lo cho nó đầy đủ từ việc ăn học, đến khi thằng Mạnh ra trường, ông bà sẽ lo cho nó việc làm luôn. Kể từ lúc có thằng Mạnh đến ở, bà Thu phải mặc quần áo kín đáo, chỉ khi có riêng hai vợ chồng thì bà mới ăn mặc mát mẻ như trước kia. Thằng Mạnh thì lễ phép, nó kính trọng hai ông bà như là bố mẹ ruột. Có thằng Mạnh trong nhà, hai ông bà cảm thấy căn nhà vui hơn, ấm cúng hơn nhiều lắm. Nhưng hạnh phúc của họ không kéo dài, trong một lần đi chơi xa, ông Phong đã bị tai nạn. Chính tai nạn này đã biến ông Phong thành người tàn phế, ông chỉ có thể ngồi xe lăn, không thể tự mình di chuyển được nữa. Vậy là từ bây giờ, thằng Mạnh cố gắng giúp bà Thu để cùng chăm sóc cho ông Phong. Rồi một đêm nọ, thằng Mạnh đang ngồi học trong phòng, thì nghe tiếng bà Thu hét lên từ phòng bên cạnh. Nó vội vàng chạy sang thì thấy cánh cửa khóa trái bên trong, nhưng tiếng kêu cứu của bà Thu vẫn còn. Nó vội vàng đạp cửa xông vào. Thằng Mạnh bất ngờ khi thấy lúc này cả hai ông bà đều không có một mảnh vải trên người. Bà Thu ngồi bên cạnh ông Phong, còn ông Phong thì cả người run bần bật, mắt thì trợn ngược, miệng giật giật sùi bọt mép. Thấy vậy, thằng Mạnh vội lao đến, đưa bàn tay mình vào miệng ông Phong rồi nói: "Bác lấy dầu đánh cho bác cả đi, bác trúng gió động kinh đó." Lúc này bà Thu mới hoàn hồn, không la hét nữa mà cũng quên rằng là mình đang trong tình huống xấu hổ trước mặt thằng cháu. Bà vội vã đi lấy dầu, đánh vào hai thái dương cho ông Phong, rồi xoa khắp người cho ông. Được một lúc thì dần dần ông Phong cũng đã qua được cơn nguy hiểm. Lúc này thằng Mạnh lấy tay ra thì dấu răng của ông Phong đã hằn sâu trên bàn tay của nó. Thấy vậy bà Thu mới vội vã nói: "Con để bác băng tay cho." Lúc này Mạnh mới nhìn bà Thu, nhưng vội đưa mắt xuống đất vì đỏ mặt. Thấy thằng Mạnh như vậy, bà Thu mới giật mình nhìn xuống, rồi mới sực nhớ ra là mình đang trong hoàn cảnh xấu hổ, ngay trước mặt đứa cháu của chồng. Mặt bà Thu đỏ ửng, vội quơ lấy cái áo ngủ trên giường mà che thân của mình lại. Thằng Mạnh thấy vậy mới nói: "Bác cứ lo cho bác cả đi, cháu tự lo cho mình được mà." Nói rồi, nó vội bỏ về phòng mình. Về đến phòng, thằng Mạnh rửa tay xong, liền lấy dầu xoa vào chỗ vết cắn đó. Xong nó nằm xuống định nhắm mắt ngủ, nhưng lại không thể ngủ được, vì vừa nhắm mắt thì hình ảnh lúc nãy của bà Thu cứ hiện ra trong đầu của nó. Nó nằm mãi mà không tài nào ngủ được, rồi nó mơ màng nghĩ đến chuyện gì đó. Rồi không biết từ khi nào, những ảnh trước mắt của nó không phải là hình ảnh ai xa lạ, mà đó là hình ảnh của nó và bà Thu. Rồi bỗng nhiên nó giật mình, tự trách mình đã có tà tâm với bà Thu, một người thương mình như con đẻ. Mạnh cảm thấy hối hận về những gì mà mình vừa tưởng tượng ra. Nó bèn cố nhắm mắt ngủ, nhưng trằn trọc không thể nào ngủ được. Đến gần sáng, thằng Mạnh mới lăn ra ngủ lúc nào không nhớ. Nó cũng không ngờ rằng đêm qua bà Thu vì lo cho nó nên đã sang phòng để hỏi thăm. Nhưng vừa đến cửa phòng, bà đã nghe thấy những lời thằng Mạnh nói trong lúc mơ màng. Khi nghe tiếng bà Thu gọi dậy ăn sáng rồi đi học, thì thằng Mạnh mới giật mình. Chưa bao giờ nó dậy muộn cả, vì nó luôn cố gắng dậy sớm để luyện tập những thế võ gia truyền do ông nội dạy cho mình. Trong lúc ăn sáng, thằng Mạnh không dám ngước mặt lên nhìn bà Thu. Bà Thu thì cũng vậy, tránh né nhìn thẳng vào thằng Mạnh, cả hai cùng ngượng với nhau. Cũng từ bữa đó, thằng Mạnh và bà Thu không còn tự nhiên như lúc trước nữa. Chỉ khi nào trước mặt ông Phong thì họ mới cố làm ra vẻ không có việc gì. Và những hình ảnh đó cứ đeo bám trong đầu thằng Mạnh, kể cả những lúc nó đi đến lớp. Được một tháng trôi qua, hôm đó bà Thu đi chợ, ông Phong liền gọi thằng Mạnh vào phòng. Nó bước vào lễ phép nói: "Dạ, bác cả gọi con. Bác có chuyện muốn nói với con."
Dạ con nghe, bác cứ dạy bảo. Con thấy bác gái thế nào? Nghe đến câu này, thằng Mạnh giật mình nghĩ, không lẽ những gì mình tưởng tượng ra đã bị bác cả phát hiện? Nghĩ đến đây, nó đổ mồ hôi và lắp bắp nói, dạ, bác gái đối xử với con như con đẻ ạ. Vậy nếu bác có việc cầu xin thì con có đồng ý không? Thằng Mạnh càng run hơn khi nghe như vậy, nó vội quỳ xuống mà nói, con nào dám như thế, có việc gì bác cứ bảo, con xin nghe theo. Đứng dậy đi rồi bác nói. Ông Phong đợi nó đứng lên rồi mới nói tiếp, con biết không, bác gái con là người rất đảm đang và hiền hậu, lại còn trung thủy. Bác gái con tuy đã hơi lớn tuổi, lại đang ở vào thời kỳ hồi xuân, bình thường nhu cầu của bác gái rất cao, hầu như ngày nào cũng phải đều đặn. Nhưng từ ngày bác bị liệt, đã không còn làm gì được nữa. Nghe đến đây thằng Mạnh càng run hơn, mồ hôi đổ khắp người. Từ cái hôm đó, bác đã không còn khả năng của người đàn ông nữa, nhưng bác gái vẫn âm thầm chịu đựng. Mặc dù ở độ tuổi của bác gái đang hồi xuân, đang khát khao mãnh liệt, nhưng bác lại không thể đáp ứng được, bác không muốn bác gái con phải chịu thiệt thòi. Nói đến đây, ông Phong thở dài và nước mắt chảy xuống, thằng Mạnh thấy vậy vội nói. Việc đó chỉ là tai nạn, bác đâu phải là người có lỗi, bác gái cũng không trách bác mà. Bác biết chứ, bác muốn có một người nào đó có khả năng thay thế bác, làm cái điều mà bà gái con phải được hưởng. Nhưng mà nếu để người ngoài biết được, thì danh tiếng của bác và bác gái sẽ bị bôi nhọ. Nên bác không thể nhờ người nào cả, mà nếu không nhờ, thì sẽ tội cho bác gái con lắm. Thằng Mạnh nghe xong vội giật mình, sợ bác đang thử lòng mình để xác định cái nghi ngờ kia, nên vội quỳ xuống vừa lạy vừa khóc. Trăm ngàn lạy bác đừng nói vậy mà tội cho con chết, con không thể làm chuyện đó được đâu. Câm mồm. Nghe ông Phong nạt một tiếng mà thằng Mạnh hôn vía lên mây, không dám mở miệng khóc lóc gì cả. Thấy nó nín rồi, ông Phong nói tiếp. Việc này không ai nói thì ai biết được, với lại bác gái với mày có cùng huyết thống không? Dạ không. Vậy thì có gì mà sợ, thế mày có giúp tao được không? Con nghe lời bác, nhưng rồi bác gái sẽ không chịu đâu. Việc đó con không cần lo, con cứ chuẩn bị tinh thần đi. Thằng Mạnh ra ngoài trở về phòng, suy nghĩ những gì mà ông Phong đã nói với nó. Nó liền biết rằng những giấc mơ và trí tưởng tượng của nó sắp thành hiện thực. Mạnh sung sướng quá nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng tối hôm đó, kế hoạch đã bị đổ bể, vì sau khi thống nhất chuyện với bà Thu xong, thì ông Phong bỗng lên cơn tai biến. Không như lần trước, ông đã không qua khỏi, dù đã đưa đi cấp cứu. Sau khi lo ma chay cho chồng xong, giờ trong căn nhà đó, chỉ còn lại hai người là thằng Mạnh và bà Thu. Sau một năm ở tang chồng, lúc này bà Thu chẳng còn chịu đựng được nữa, vì bà biết chuyện này, thằng Mạnh đã đồng ý với ông Phong. Vậy là bà đã lên kế hoạch để thực hiện ước mơ của mình, và cũng là ước muốn của ông Phong, vậy là bà phải có được thằng Mạnh. Buổi tối hôm đó, sau khi cả hai ăn cơm xong, thì thằng Mạnh mới bắt đầu đi tắm. Dù đã khóa trái cửa, nhưng do bà Thu có chìa khóa, nên bà cứ thế mà bước thẳng vào. Vừa mới nhìn thấy bà Thu, lúc này thằng Mạnh mới nhớ đến lời ông Phong, nó chỉ biết lắp bắp. Bác, cháu chưa xong. Lúc vừa bước vào, bà Thu suýt nữa thì hét to, khi nhìn thấy khối tài sản khủng khiếp của nó, vì thằng Mạnh là người đàn ông thứ hai bà thấy, nên bà không thể so sánh được với ai ngoài ông Phong. Bà thầm nghĩ, tại sao cũng là đàn ông với nhau mà thằng Mạnh lại vượt trội hơn hẳn thế nhỉ? Thằng Mạnh thì chưa được biết mùi đàn bà, giờ trước mặt nó là một người phụ nữ trắng trẻo da rẻ mịn màng mà trong tâm trí nó luôn ao ước, khiến cho nó không còn chờ được nữa. Nó nuốt nước bọt ừng ực, rồi lao vào việc luôn và ngay. Thoạt đầu bà Thu cũng hồi hộp đến kỳ lạ, sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, thì lúc này bà mới cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi may mắn gặp được thằng Mạnh. Vậy là từ hôm đó, cả hai người đã chính thức thuộc về nhau. Sau khi cuộc chiến đấu vừa kết thúc, bà Thu liền kéo thằng Mạnh lại, rồi thì thầm vào tai nó những lời hứa về cuộc sống tương lai của cả hai sắp tới. Thằng Mạnh sau khi được tham quan vườn địa đàng của bà Thu, nó cũng ước muốn mình có được một người vợ như vậy. Nên sau khi nghe bà Thu thỏ thẻ tâm sự, nó giả vờ im lặng một lúc, rồi chấp nhận điều kiện của bà Thu ngay. Bà Thu sau khi được nó chấp nhận, thì bà mừng vui đến nỗi chảy nước mắt vì kể từ bây giờ, bà không còn phải cô đơn nữa. Mà giờ đây, bà đã có hẳn một người chồng riêng tuyệt vời bởi thằng Mạnh còn vượt trội hơn ông Phong gấp nhiều lần. Vậy là từ đó, cả hai cứ lén lút ở với nhau, mọi lúc mọi nơi khi có cơ hội.
nghĩ mình không thể mang thai được nên bà Thu đã chủ quan, vì vậy mà khi bà mang bầu, bà cũng không hề hay biết. Cho đến khi thấy bụng mình lớn lên, lúc này bà Thu mới hoảng hốt, song cái thai đã quá lớn. Nên bà Thu chỉ còn một cách là bí mật sinh con, rồi nói với mọi người là nhặt được để hợp lý hóa đứa bé. Về phần thằng Mạnh, nó quá vui mừng về chuyện này, vậy là từ giờ về sau, nó càng phải hết sức thương yêu và chăm sóc cho cả hai mẹ con bà Thu. Đúng là chuyện duyên phận trong cõi đời này đều được tạo hóa an bài, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chúng tôi cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì quý vị hãy bấm like, subscribe, đăng ký kênh để chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau với rất là nhiều những câu chuyện hay. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt. We'll be right back.